những bước chân gieo mầm cứu rỗi, ôi đẹp thay những bước chân rao khắp nẻo đường. Ai hiểu trong lệ sầu sẽ ngừng trong vui sướng, ai rêu trong nước mắt sẽ về giữa tiếng cười. Ôi đẹp thay những bước chân tiến vào giữa lòng thế giới, nong niềm thương tình thương Chúa Trời, nong niềm vui cứu đời cho mọi người và mọi nơi. Tôi tin kính Đức Chúa Trời là Cha phép tăng vô cùng dựng nên trời đất. Tôi tin kính Đức Chúa Giêsu Kitô là Con một Đức Chúa Cha, cùng là Chúa chúng tôi. Bởi phép Đức Chúa Thánh Thần là người xuống thai, sinh bởi bà Maria đồng trinh, chịu nam đời qua phong siêu phi la tô, chịu đóng đinh trên cây thánh giá, chết và thăng xa xuống ngục tổ tông, ngày thứ ba ở trong kẻ chết mà sống lại, lên trời ngự bên nước Đức Chúa Cha phép tắc vô cùng. Ngày sau vừa trời lại xuống phán xét kẻ sống và kẻ chết. Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần, tôi tin có hội thánh hàng có ở các thế này, các thánh trong tâm. Tôi tin phép tha tội, tôi tin xác loài người ngày sau sống lại, tôi tin hàng sống vậy. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện thân Cha cả sáng, nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa trước ác dấu, nhưng cứu chúng con ra khỏi sự.